Tối ngày 11 tháng 1, con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn bất ngờ thông báo tin danh ca anh Khoa mắc COVID-19 tại Mỹ hơn một tháng và hiện tình trạng sức khỏe đang rất yếu, nam danh ca anh Khoa nhiễm COVID-19. Tin vừa mới nhận là chú đã bị nhiễm bệnh cách đây một tháng rồi, hiện tại chú được cho về nhà nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, còn vợ và con gái của chú đang ở Hungary, nên chú phải một mình tự lo cho mình tại Mỹ. Bên cạnh đó, con trai Nguyễn Ngọc Ngạn cho hay, danh ca anh Khoa vừa trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh vào tháng 12 vừa qua. Chú có chia sẻ là vào tháng 12 vừa rồi chú trong giai đoạn thập tử nhất sinh. Chú không dám cho ai biết vì lúc đó nhiều nghệ sĩ qua đời mà giờ lại loan tin này lên sẽ làm khán giả lo lắng thêm cho chú. Nhưng vì cả năm nay không đi show được lại còn phải chống chọi với căn bệnh nên cuộc sống chú chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Các khán thính giả yêu mến chú anh Khoa xin hãy góp một lời cầu nguyện mong chú vượt qua khó khăn này. Trân trọng báo tin. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khắp nơi liên tục gửi lời hỏi thăm và cầu nguyện sức khỏe cho danh ca anh Khoa trong thời điểm dịch bệnh ngày càng có những diễn biến phức tạp. Trong cuộc điện thoại chia sẻ cùng MC Jimmy Nhật Hà, ca sĩ hải ngoại anh Khoa cho biết sau khi tham gia buổi biểu diễn từ thiện tại một nhà thờ giữa tháng 11 năm 2020, anh thấy có triệu chứng sốt, khó thở, ho ra máu nên đã nhập viện điều trị. Sau 22 ngày nằm viện và được sự cứu chữa hết sức tận tình của bác sĩ, ca sĩ anh Khoa cho biết đã được cho phép về nhà điều trị. Theo danh ca, đây là tin anh không muốn chia sẻ vì thời gian qua đã có quá nhiều tin buồn và tang thương xảy đến với nghệ sĩ tại hải ngoại, từ sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, rồi nhạc sĩ Lam Phương. Còn danh ca Lệ Thu cũng đang điều trị COVID-19 nhưng khi về nhà, một đồng nghiệp tình cờ gọi điện thăm hỏi nên anh cũng cho biết bệnh tình hiện tại. Do dịch COVID-19 nên trong năm qua, danh ca anh Khoa không biểu diễn nhiều, nay lại thêm bệnh tình như vậy nên cuộc sống rất khó khăn, anh cho biết. Từng là ca sĩ nổi tiếng thập niên 1970, anh Khoa là cái tên được các vũ trường lớn tại Sài Gòn mời đón. Sau đó anh Khoa kết hôn, vợ người Hungary, sang Hungary rồi sang Mỹ định cư và hoạt động biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại đây. Năm 2015, ca sĩ anh Khoa về Việt Nam làm live show Son Vàng Những Lời Yêu Thương cùng ca nhạc sĩ Đức Huy.